này chúng mình có have had it up to here with somebody or something. Tức là chịu đựng ai đó quá đủ rồi, không thể chịu đựng ai thêm được nữa. At a moment's notice. Gần như ngay lập tức, ngay và luôn. Up for grabs, có sẵn. Carry a torch for someone. Yêu ai thường là yêu thầm. On a roll. Đang thuận lợi, đang gặp may. Sell hoặc là buy something under the counter. Mua hoặc bán lậu. Over the hill. Đã luống tuổi không còn trẻ. Wet through. Ướt sũng, ướt như chuột lột. Jump through hoops. Cần phải vượt qua nhiều thử thách khó khăn. Hoops to jump through. Nhiều thử thách khó khăn cần phải vượt qua. Hai cái này đều giống nhau thôi. Thì các bạn là 30 giây các bạn cố nhớ nhá. Cố nhớ càng nhiều càng tốt cho cô. Duy nhỉ? Cô bắt đầu thử nhá. Nào, câu 1, câu 2, câu 10 Duy Linh nào. À thôi, các bạn chat cho cô đi, trong một chat giống hôm trước đi, nhanh. Họ tưởng bạn ấy lâu lắm. Các bạn chat cho cô đi. Bạn làm luôn câu 1, câu 2 nhá, đánh luôn nhá. Theo như những gì mình nhớ nhá. Nào để cô xem nhé. C2C, ok. Rồi chúng ta cùng check. Một D chính xác, chúng mình cũng ôn lại là have a blast. Tức là có một khoảng thời gian tuyệt vời. We had a blast, tức là chúng ta đã có một chuyến đi tuyệt vời. Câu 2. On such hot day, a glass of beer really hit the spot. Hit the spot là đúng thứ đang cần, đúng thứ cần thiết không này. Bạn đoán hơn là chính xác nhất. Các bạn tiếp cho cô có 3, 4, 5 nào. Nó gì mà cô vừa cho các bạn học ấy, các bạn làm tiếp câu 3, 4, 5 đi. Tất cả đều comment nhé. 3, 4, 5 nào. Bạn cố làm nhanh nhá. Nào buổi 2, sorry, câu 3, 4, 5 nào. B, C, A, B, C, A, Quang Huy, Phương Huy. B, C, A, Quốc Anh 1D. Bạn Duy Linh D, C. D, C. Ok. Họ là chính xác đấy các bạn. Các bạn hiểu rất là tốt. Chúng mình có off the hook, tránh được trách nhiệm. One trick pony, người chỉ có thể làm được một việc nhất định. Và câu 5, spill the beans, làm lộ bí mật. Chính xác nhé. Tiếp theo câu 6, 7, 8 cho cô nào. Bảy tám cho cô cả nhà ông mình.
Thành An 6D. Ok. D lên một lên 6D 7C 8C toàn D A D. Rồi chúng mình cùng check nha. Chúng mình có Been around the bush, vòng Rotam quốc dài dòng. In the black có dư tiền. The restaurant is open around the clock. Cả ngày lẫn đêm, 24 giờ. Hoàn toàn chính xác. Rồi tiếp theo cho cô đi. Câu 9, 10, 11 nhá. Bạn là 9, 10, 11 đi. I have had cái gì with you? Ý là tôi đã chịu đựng bạn quá đủ rồi ấy. Hãy để tôi yên ổn một mình. Câu 10. All the volunteers were already at the moment. Gì? Ý là ngay lập tức ấy. Tất cả các cái người volunteer này đã được sẵn sàng ngay lập tức. The job is up for gì? Ý là sẵn ấy, có sẵn ấy. Có sẵn rồi, sao bạn không apply? Các bạn làm đi. Rồi cô đã thấy của bạn Huy, Hiếu, Quốc Anh, Bộ Linh, Thủy Tiên, Toàn, bạn khác đâu, Việt Đức. Rồi ok, chúng mình cùng chuỗi nhá. Nào, câu 9B nhá. Đó lại cấu trúc là have had it up to here with somebody, chịu ai đó. All the volunteers were already at the moment's notice. At a moment's notice là gần như ngay lập tức. The job is up for grabs. Tức là có sẵn. Được chưa? Rồi các bạn tiếp tục câu 12 cho cô nhé. Câu 12 này. He carried a gì for a girl. Ý là yêu thầm. Nhưng mà này cô nói là yêu thầm á. 13. She was already on a gì. Ý là đang gặp may này, cô ta đang gặp may khi mà cô ta trả lời được 4 câu hỏi khó liên tục. In a row là liên tục nhá. They sell cigarettes under the gì? Ý ở đây là mua bán lậu. Đấy, cô gợi ý cho các bạn làm.
Rồi ok các bạn, cô có thể đáp án của các bạn chúng mình cũng chưa nhá. Câu 12, cô có carry a torch for somebody, tức là yêu ai, thường là yêu thầm này. Đấy thì ý là anh này yêu thầm cô này cho tới khi mà họ graduated, họ tốt nghiệp. She was really on a roll, ta là on a roll nhá, đang thuận lợi, đang gặp may này. Và they sell secrets under the counter, buôn lậu cho trẻ em này. Rồi okay, tiếp theo câu 15, 16, 17. Nó câu 15, 16, 17 nhá. Thì câu 15 này, the woman should accept that she is over gì? Ý là đã cao tuổi á, không còn thích hợp với những cái công việc này nữa. Having worked in the rain without an umbrella, Jane was wet. Đi dưới mưa không có ô thì Jane đã ướt như chuột lột là gì? Câu 17, the job had so many gì to jump through that a lot of people gave up. Ý là cần phải vượt qua nhiều thử thách ấy mà rất là nhiều người đã bỏ cuộc. Các bạn làm nốt cho cô nhé. Rồi ok, cô đã thấy câu trả lời của các bạn. Bây giờ chúng mình cùng check này. Câu 15, chúng ta sẽ có over the hill. Over the hill đã luống tuổi này. Wet through, ướt sũng, ướt như chuột lột. Và so many hoops, jump through hoops hoặc là hoops to jump through đều là nhiều thử thách khó khăn cần phải vượt qua. Thế này là về từ vựng. Các bạn ơi, các bạn làm sao có câu 1, 2, 3, 4 nhá. 1, 2, 3, 4 chúng ta nào. Nào, cô gợi ý câu đầu tiên nhá. Đây, cảnh sát này thì đã rất là khó. Baffled này, nó sẽ bằng với từ lost, hoặc nó sẽ bằng với từ là puzzle, tức là không biết á, tức là loay hoay á. Kể ra thì đang loay hoay bởi cái cuộc attack này mà có vẻ như là không có cái từ apparent này. Nếu bạn nào không biết thì nó có nghĩa là rõ ràng, obvious, nó bằng cái từ obvious, rất là rõ ràng. Hôm nay cô đánh máy thôi, bỏ đi nhá. Thì các bạn chọn cho cô A, B, C hay là D. Bây giờ chúng ta làm từ câu 1 nhá. Nào, A, B, C hay D, các bạn làm đi. Nào, câu 1 nào các bạn, cô vừa dịch cho các bạn rồi đấy.
Nào comment cho cô nào. Ồ, rất nhiều bạn làm là D. Một số làm là C. Rồi ok. Đây nhá. Cảnh sát thì đang loay hoay về cuộc tấn công bởi vì là nó có vẻ như là không có cái gì là rõ ràng, được chưa? Thế thì cái plot này này nó có nghĩa là cốt truyện. Cốt truyện. Tức là cốt truyện phim hoặc là cốt truyện là một câu chuyện á, không có đời thực, được chưa? Đáp án của cô á sẽ về đáp án C nhá. Mô trên này có nghĩa là động cơ gây án đó các bạn, nên là bạn nào sai câu này thì ghi cho cô vào mô trên, và đây là động cơ, không có động cơ rõ ràng, được chưa nhỉ? Rồi câu 2 đi. Câu 2 là nếu bạn muốn có một cái tờ tạp chí này, nhận được với tờ tạp chí này, thì tôi khuyên bạn là nên cái gì đó, annual subscription. Thì cô sẽ cho các bạn cái từ subscription này này, có nghĩa là đặt trước ấy, có cái sự đặt trước. Tức là nếu mà bạn muốn chắc chắn là có cái tờ tạp chí này này thì mình sẽ về mua hàng năm ấy, đặt trước hàng năm ấy đó. Thì cái câu hỏi ở đây ấy là subscription T sẽ đi với phrasal verb nào trong bộ cái này? Tôi có put down, check out, write off và send off. Các bạn đoán đi. Oh, very good. Rất nhiều bạn làm B chính xác nhá. Đáp án của cô chính xác là B rồi. Thì chúng ta, các bạn nhớ cho cô, sẽ có cấu trúc là to check out subscription, tức là đặt trước cái gì đó đi. Rồi ok, câu 3 về cô nào. After feeling off gì for days, Tom finally went to see his doctor. Tức là ý là bị ốm á. Bị ốm rất nhiều ngày thì Tom lại đi gặp bác sĩ. Bị ốm nhiều ngày thì là gì? Các bạn comment cho cô là tất cả các bạn đều comment nhé. Oh, very good. Không biết có phải do hiệu ứng đám đông hay không, nhưng tất cả các bạn đều đúng, đều làm đúng. Chúng mình sẽ có after feeling of color for days. Rồi ghi cho cô cấu trúc là feeling of color for days là bị ốm nhá. Rồi tiếp theo câu 4 nào. Cái gì đó, the phone rang after that, rang later that night that Anna remember the appointment. And C, các bạn khác đâu rồi? Comment nào. And C. Tiếp nào, tiếp tục. Rồi ok, chính xác là C, not until. Cho tới khi cái điện thoại kêu thì cô Anna này mới nhớ ra cái cuộc của đó. Very good. Tiếp cô 5, 6, 7, 8 cho cô đi mọi người ơi. 5, 6, 7, 8 nhé.
nào, 5, 6, 7, 8 nào. Các bạn nhớ ghi số cho cô nhé. Thật nhiều C là con mấy đây con? Quốc Anh, Phương Linh, Quang Huy, Trâm Anh, Thành Toàn, Việt Đức, Hiếu, Bộ Linh, Thủy Tiên, Bình Yên, An, Duy Linh. Các con làm cho cô đi. À ok, 5 C rồi Hiếu. Các con ơi, làm luôn 5, 6, 7, 8. Mà đừng có theo hiệu ứng đám đông nhá. Đám đông chưa chắc đúng nhá. Rồi ok, cô đã thấy của Quốc Anh, Toàn, Duy Linh, Hiếu, Thủy Tiên, Việt Đức, Quốc Anh, Quang Huy. Cô thấy rất là nhiều bạn làm 5C nhá. Không biết các bạn có phải theo hiệu ứng đám đông không? Nhưng chắc chắn không phải C luôn các con ạ. À. Các con biết tại sao không? Đây nhá, có cái gì đó bằng chứng để có thể đưa cái tội trạng này chống lại cái người đàn ông đó, thì ý của người ta là không đủ bằng chứng chứ không phải là cái bằng chứng này nó ineffective, tức là nó không không hữu dụng ấy, không hữu hiệu ấy. Đây cái này là không hiệu quả đấy. Thế nhưng phải là cái độ insufficient, tức là không đủ, đủ insufficient. Cái từ này này bằng với cả cái từ inadequate, tức là không đủ ấy các con, không có đủ bằng chứng. Inadequate anh inadequate đó, cho nên đấy cái câu 5 của cô á phải là đáp án D nhá, không đủ bằng chứng. Tôi rất nhiều bạn làm là C đúng không? Cô cho luôn cái từ này inferior, tức là bằng với cả lower, thấp hơn, thấp kém hơn, insubstantial. Đây hai cái từ này bằng nhau nhá, bằng weak này. Đó đó, cho nên đáp án D của cô. Rồi để cô xem các bạn làm 6 là gì. 6 các bạn là gì? 6A, 6B, 6A, 6B, D, A. Ồ, thế thì tức là các bạn đang băn khoăn giữa đáp án A và đáp án B đúng không? Thì cô cho các bạn nhé, scratch này bằng với cả từ hurt hoặc là injure, tức là bị thương. Được chưa? Scratch là một bị thương này. Thì còn cái từ rub này thì bằng với cả từ brush, hoặc là polish. Đấy, thì ở đây nhá, cái người mà chạy này này thì người ta đã bị đau gót chân. Blister này bằng từ sore, tức là đau ấy. Cái người chạy này đã bị đau gót chân. Cái gót chân nơi mà cái
shoe của anh ta, cái giày chạy của anh ta đã làm sao, đã được làm sao, thì cái giày chạy ấy làm sao mà nó lại có thể đau được không con, làm sao có thể bị đau được, nên không phải là A được mà nó sẽ phải là B, sẽ phải là B. Nơi mà cái giày chạy của anh ta đã được đánh giày ấy, đã được làm bóng ấy đấy, cho nên là câu 6 ấy nó phải là B đúng chưa? Thế còn cô cũng cho luôn cái từ này, từ stretch này có nghĩa là luôn, tức là được mặc nhá. Và cái từ grip này thì bằng cái từ grab ấy, tức là cầm nắm ấy. Đó. Cầm nắm được chưa? Rồi, ok. Ok, các bạn làm câu 7 nào. Câu 7 các bạn làm là gì? Ôi, cho các bạn là câu 7 à. Câu 7 đi các con ơi. Câu 7 của cô đâu nhỉ? Con làm câu 7 đi. À đây, cô thấy rồi. 7C, 7D, 7C, 7C, 7D, 7C. Tóm lại là băn khoăn giữa C và D đúng không? Thì cô sẽ cho băn khoăn nhá. Đây, cô phân tích này. Cái cỡ của cái gọi là sự may mắn của cái quyển Popstar này này là cái chủ đề mà cái gì đó ở trên báo chí, press này là bằng media, là thông tin báo chí các thứ đấy, thì cái chủ đề của cái gì trên báo chí chắc chắn phải down vào guessing rồi đúng không? Rồi nhá, cô sẽ cho cái từ speculation này bằng với cả rumor. Con biết rumor không? Rumor hoặc là gossip. Gossip. Đấy, tức là cái sự bàn tán ấy là cái chủ đề để mà bàn tán ở trên những cái trang báo. Được chưa? Thế còn cái từ, cái đáp án D á, wonderment, thì nó từ cái từ wonderful ấy, là tính từ, thì wonderment là danh từ, có nghĩa rất là tuyệt vời ấy, bằng với cả amazement. Amazement rất là đáng ngạc nhiên, rất là tuyệt vời. Thì ở đây không phải, ở đây là cái chủ đề mà được bàn tán ấy ở trên báo chí ngày nay, nên đáp án của cô sẽ đáp án C nhé. Nó con ghi cho cô cái từ này vào này, speculation, sự bàn tán. Được chưa? Rồi, xem các bạn làm câu 8 nào. Câu 8 các bạn làm là A, các bạn làm là D, các bạn làm là B. Ồ, câu 8, nhiều đáp án. Rồi, đây nhá, người bạn của Jamie thì rất là thích anh ta. Cái gì đó bởi vì là cái sự rộng lượng của anh ta đấy, thích anh ta bởi vì cái sự rộng lượng của anh ta, và chúng ta gọi at least, less, even less và not least. Thì ở đây nhá, thích anh ta ý là không thích kém nhất ấy, bởi vì anh ta là của cái sự rộng lượng của anh ta, thì đáp án của cô sẽ là đáp án D, not least. Còn cái này nhá, còn at least thì là ít nhất này, less thì không có rồi, even less thì phải có gian ở đây, nhưng mà đây không có gian. Còn not least tức là không không phải là cuối cùng ấy, không phải cuối cùng, không phải gọi là gì, nhưng mà rất là quan trọng ấy. Chúng ta hay có cái cụm là last but not least ấy. Last but not least tức là cái cuối cùng nhưng không phải là cái tệ hại nhất, mà có lẽ là cái cũng rất là tốt ấy, chính là vậy. Rồi tiếp theo câu 9, 10, 11, 12 cho cô nhé. Cô 9 và 12 luôn à. Tất cả các bạn cùng làm nhé, cùng dự đoán nhé.
Sai cũng được nhưng phải làm để cô biết. Rồi các con ơi, cô bắt đầu sửa chữa nha. Câu số 9 này, the state for carrying out any possibility of outlay taking off before morning. Ý là nhiều sương mù dày quá và sẽ có khả năng để cái plane này take off, cái máy bay này đi cất cánh trước khi trước buổi sáng nhá. Thì cô có này, cái từ stop này là hit này, tem này là đóng dấu này, đóng dấu, còn cái này là đi qua, như kiểu đi qua đường này. Đó, thế thì đáp án của chúng ta sẽ là rule out any possibility, tức là làm mất đi cái cơ hội và để cái này nó cất cánh. Câu 10 này, looking down at the coral reef, nhìn xuống cái dải san hô. Coral reef là dải san hô nhá. Thì chúng tôi thấy, ý ở đây là gì? Một đàn cá nhỏ rất là nhiều màu. Thì câu chuyện ở đây á, là một đàn cá thì là cái gì trong cái từ này? Thì một đàn cá, các con ghi cho cô là shoals of fish. Được chưa? Thì đây là đàn, đi về cá, đàn cá. Đó. Thì còn câu 11, oh, the paintings in the gallery, it was this one that really gets in my eyes.
Thì là trong tất cả những cái painting ở cái viện bảo tàng này này thì là cái tranh này mà nó bắt mắt tôi nhất, tôi để ý đến cái bức tranh này nhất, thì cô sẽ có cụm từ là caught my eyes, hiểu nhá, được, caught my eyes, được để mắt tới. She had made a firm decision and wasn't crazy by anything I said against it. Thì ở đây là cô ta đã quyết định một cái quyết định rất là chắc chắn, cơm này này là chắc chắn mà nó đã không bị lay chuyển bởi bất cứ thứ gì mà tôi nói để chống lại nó. Thì ở đây của mình ấy sẽ là từ sway, sway này là lay chuyển, lay chuyển, được chưa? Thế còn cô cũng cho các con luôn những cái từ khác, đó là cái từ induce này này bằng với cả persuade, tức là thuyết phục ấy. Induce là thuyết phục, được chưa? Thế còn cái từ prevail này này là thành công, thành công nhá, bằng với cả cái từ succeeded đó. Thế còn cái từ detract này nó sẽ bằng là phá đi.